cớ sao hôm nay thành hai chữ rời xa. Anh chỉ coi tình yêu này như là một mảnh giấy vội, đã chấp pháp quá nhiều lần, không thể lần lại được nữa rồi. Bao năm chỉ yêu một người, hôm nay trái tim đã mềm rồi. Đành buông lời cho anh thêm người mới. Em đem lòng ăn thua người em đã từng xa thương. Hôm qua chung lối, hôm nay khác đường. Ta không còn bên nhau, tìm đâu khi yêu người cứ nghĩ là em chỉ cần cho hết tim, từng tâm bao lâu anh đã vượt đi, buông tay rời xa thôi từ nay đến...
giấc mơ luôn có em trong vòng tay. Kỳ bên em cùng nhau ngắm sao lung linh, thầm nguyện nữa có nhau trọn đời. Và dù em bước xa vòng tay của anh, tình yêu giờ đã vụt mất như cánh chim cuối trời không nói thêm một lời. Trước mắt chỉ cần so sánh, nụ cười khi ấy giờ đã khác, chưa từng người rất xa. Anh mới cũng